Vâng, em chào tất cả các bác và các bạn. Trong buổi chiều hôm nay, em cũng làm một video gửi tới tất cả các bác các bạn. Em phun tiếp dinh dưỡng cho cam quả. Thì trong buổi chiều hôm nay cũng rơi vào là tầm cũng khoảng gần cuối tháng rồi. Hôm nay tầm 27-28, cũng khoảng mấy ngày nữa là sang tháng 10 các bác các bạn. Thì hôm nay em cung cấp tiếp để dinh dưỡng cho cam quả. Một là em phun, đó là em phun cái chai lên màu cam quýt, để làm sao cho vỏ nó mỏng, quả nó mỏng và chống được cái vị là đắng và cũng hạn chế vấn đề là sẽ bị khô đầu mũi. Thì phun cái chai lên màu cam quýt là rất tốt luôn, nhất là cho bồng bưởi. Về các loại cam khác cũng thế, về cây có múi là riêng về bồng bưởi mà có vị đắng hầu hết là phun từ 1 đến 2 lần là hầu hết là không có vị đắng luôn. Thì cái chai lên màu cam quýt hôm nay em chia sẻ gửi tới tất các bác, là ý em sẽ về em chia sẻ. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ, một là em phun chai lên màu cam quýt nên màu bóng đẹp, trái mỏng. Và em phun hôm nay không thể nào bỏ được các bạn, là em phun cái chai thần đèn hoạt chất cỏ tin và xịt co dòng SC 450 SC. Thì trên thị trường là bán cũng rất nhiều các dòng thuốc, cũng như cái dòng thuốc tương ứng cái chai thần đèn em phun của ngày hôm nay, nó là thuộc dạng của công ty đóng và dán mác là chai thuốc tên của thần đèn. Thì trong các dòng thuốc mà tương ứng thì các bác tìm các loại như Mixnatop, Zictotop và các dòng thuốc mà hàng SC và Top Lusa, rồi là đủ các loại, là làm sao là mình phun cho cái vườn nhà mình nó đạt hiệu quả cao. Thì hôm nay em sẽ phun cái chai thần đèn, thì cái hàm lượng của thuốc của chai thần đèn nó lên tầm 450 SC, thì rất là đậm đặc và rất là cao luôn, thì không thể nào bỏ được là trong giai đoạn cuối rồi. Thì riêng các dòng chế hút thì hôm nọ em cũng làm video em phun nhện gửi tới các bác các bạn rồi. Hầu hết em chỉ phun một lần là sạch sẽ hết cả nhà, cả nhện, nhện trắng, nhện đỏ. Thì hôm nay em phun thì trong thời gian này quả đang chuẩn bị là lên đường và vào màu, thì là mình không thể nào bỏ được cái dòng chế hút. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với em phun cái dòng chích hút mà dòng thu mũi. Một chai em sẽ pha là rơi vào tầm có khoảng 400 lít. Thì cái dòng thu mũi này cái giá thành nó cũng rẻ các bạn. Dòng SC rất mát, rất lành luôn. Thì trong buổi chiều hôm nay em sẽ phối và kết hợp là phun ba thứ. Và hôm nay em chia sẻ gửi tới tất cả các bác các bạn. Và em cũng mời các bạn được cùng đồng hành video. Các bạn xem video, thì em xin một like, một nút chia sẻ và đăng ký kênh hộ kênh em nhé. Thì bây giờ em sẽ đưa các bác xem một số hình ảnh cái vườn cam nhé em. Sau em sẽ mời các bạn em chia sẻ một số hình ảnh mẫu thuốc nhà em chiều nay em phun để làm sao cam quả cho đạt hiệu quả cao. Vâng, đây các bạn đây cái vườn cam quả nhà em này. Thì hôm nay em vẫn pha tầm 1.000 lít là một khối. Mỗi lần em pha vườn cam quả là tầm 1.000 các bạn. Em phun đẫm đấy. Thì riêng cái cam quả cuối vụ rồi thì đa số là mình phải phun đẫm vì nó giúp mà. Đây các bác, cái quả hầu hết của em bên trên nó cũng đang điểm này, chắc vườn các bác cũng điểm cũng tương đối rồi. Hầu hết nhiều vườn nhiều bác cũng cực đẹp luôn đấy. Thì cũng em chia sẻ luôn đây, những cái vườn cây này là vừa rồi em chia sẻ là xử lý thuốc nhé các bạn nhé. Hầu hết em chỉ khoanh một vết thôi, nhưng quan trọng là cái xử lý thuốc của em là hiệu quả cao nhất, là cái xử lý về em tới gốc. Thì các bác xem cái cam mà nó sai thế này. Thì trong cái video của ngày hôm nay, sau video này em sẽ chia sẻ để gửi tới tất cả các bác chuẩn bị là đến sang tháng 10 rồi để xử lý cam cho vụ năm 2024. Từ cam của là sang năm để bắt cây mới và những cây bắt lại, thì em sẽ chia sẻ sau. Thì hôm nay em cũng làm video để em chia sẻ trong buổi hôm nay em phun thuốc để làm sao gửi tới các bác để cùng tham khảo thì các dòng thuốc nào để phun cho hiện đạt hiệu quả cao. Đây các bác nhé, cái em đa số cây này năm ngoái cũng sai, năm nay là cũng nó vẫn thế này. Sai các bạn. Cái mùa này là rất khô cho các bác nhé.
Cái mùa thời gian này các bác các bạn để ý là như cái mùa này nó rất khô luôn. Nhưng một hai hôm nay này bắt đầu là trời là chuẩn bị là chuyển sang có sương rồi. Thời tiết ngày rất khô và đêm nó se lạnh mà lại có sương ở miếng này, thì nó lại sinh ra những cái bệnh mà em vẫn chia sẻ ấy. Nó sẽ sinh ra cái bệnh sương mai thân thư đấy. Cháy đổ lá rụng lá này, thời điểm này là các bác để ý làm sao cho hết là nước lôi và dinh dưỡng để mình sẽ cung cấp cho cây trong thời gian này. Mấy video trước em chia sẻ gửi tới các bác ấy là tưới các dòng phân trước hết là để hạn chế chống khô cứng. Thì bây giờ là đã qua cái thời gian để mình chăm sóc rồi, thì bây giờ đa số là cái vườn nào mà các bác cứ kiểm tra đầy số vườn, bây giờ kiểm tra đa số là cái tầm bây giờ lại nó có biểu hiện nếu mà chăm sóc không cẩn thận. Thì những cái quả chẳng hạn như này nó sẽ cứng được các bác nhé, thường ở trong thân. Nhưng cam như em đã xử lý tưới cho 2 lần đấy và phun đa số bây giờ quả sờ rất mềm tay mát tay luôn. Thì hôm nay em tăng cường tiếp là em phun, vừa chia sẻ các bác thì trong buổi chiều hôm nay em sẽ phun các dinh dưỡng một nền màu và sau đấy là lấm và xua đuổi côn trùng, trước hết là ruồi. Thế vừa rồi cái vườn này nó khô đấy các bác, quả cũng đang điểm màu ấy. Em phun đợt này chắc tầm khoảng sang tháng 10 là cũng điểm tương đối. Vườn em nó trồng dày nhé, đi được giúp này các bác, đưa đi bên dưới này, lại đưa đi cho các bác xem, một dải cộp. Đa số là nó đổ quanh nó quàng rồi. Đây cái cây này hầu hết lá nó rậm nha các bác, để nhìn không kết quả đâu. Nhìn vạch cho mình thấy. Đa số là lá rậm vạch cho kết quả các bác. Đây. Đấy. Lướt trong này. Cái này xóa nước bắt đầu vẫn là lứt, lứt kệ nó các bác nha, cứ tưới thoải mái đi. Cái quả đấy trước sau lỗ nước mà. Thì trong thời gian này mà mình mà chăm sóc mà nước lôi mà không cẩn thận mà tưới đủ lên mai chỉ có một trận là không khí lạnh về mưa xuống lại lứt toe toét rồi các bạn. Cho nên là mình cái mùa này mình cứ lên chăm nước đầy đủ cho cây, làm sao để cho đem lại cây sinh trưởng và lôi quả được tốt. Vâng, thì em cũng đưa các bác và các bạn đi xem một số hình ảnh cái vườn cam quả để làm sao mà để mình phun được những cái dòng thuốc để cho đạt hiệu quả cao. Thì em mời tất cả các bác và em chia sẻ hôm nay chiều nay em sẽ phun một số dòng thuốc. Vâng, em mời tất cả các bác các bạn nhé. Và đây chiều hôm nay sẽ phun lại một khối cái bể này đây các bác, em chia sẻ gửi tới các bác và các bạn. Và trong buổi chiều hôm nay thì em phun các loại dòng thuốc này chia sẻ với các bác. Thì chỉ có 2 cái dòng mới phun đợt này thôi các bạn. Thì 2 dòng mới phun đợt này là chai lên màu. Chai lên màu và chai muỗi. Thuốc muỗi dòng SC nhé, lành nhé. Đây, thì em chia sẻ gửi tới các bác đây. Thì buổi chiều hôm nay em sẽ phun cung cấp dinh dưỡng cho cam quả là một này chai lên màu cam quýt này. Thì cái chai lên màu cam quýt này thì em cũng phun nhiều năm rồi mà cũng đem lại kết quả quá tuyệt vời luôn. Trước hết là đem lại cái chất lượng cho quả, làm cho quả bóng, vỏ mỏng, mỏng và chất lượng quả ăn thơm, ngọt, không có vị đắng, kể cả dạng cam hay bưởi. Bồng mà có cái vị đắng ấy thì các bác dùng cái chai này hầu hết 2 lần hết luôn cho em là không có vị đắng, đem cho các bác xem luôn. Thì cái chai này chống cả khô nước cơ. Cái này là phun hiệu quả cao, cực kỳ cao luôn. Thì thường thường nếu mà những cái vườn nào khỏe các bác dùng cái quả này. Và quả vỏ dày dày các bác mà tẩy cái này thì nó bác thấy nó hiệu quả tức thì luôn. Thì một chai thường thường là cứ pha tầm có khoảng 300
Nếu mà các bác phun mà để cho cung cấp dưỡng chất dần cuối năm này dần dần ấy, thì các bác cứ pha tầm có khoảng 350 300, còn em thì muốn đánh là để lên màu cũng vừa vừa thì thường thường em đánh 250, hôm nay em sẽ pha một chai là 250 lít. Em cầm hôm nay cái bể em 1000, em lấy là 4 lọ ra, trong buổi chiều này em phun. Thì các thành phần của cái chai lên màu cam quýt em cho các bác xem này, thì cái tỷ lệ của nó đây này, hàm lượng rất nhiều các loại dinh dưỡng luôn này các bác các bạn nha, các cho các bạn xem đây. Đấy là đạm của nó thì nó tầm 3% nhá. Đấy, còn lân thì nó có 2 thôi, nhưng mà cái kali của nó là 18% cơ. Mà nó rất nhiều cái chất luôn, mà cái chất chống khô cứng của cam, mà chất giải quyết trong vấn đề cam bị cứng và đắng này, và cả các bồng bưởi đây. Mà cái này phun vào này mà tép nó rất mỏng và đỏ nhá. Tép cam ăn rất rất ngon luôn. Thì một chai này là rơi vào 500ml này. Giờ cho các bác xem này, hãng của công ty Quang Long sản xuất, chai lên màu cam quýt. Mà hàng đặc biệt đấy. Thì hôm nay em sẽ phun cái bể, em sẽ pha là rơi vào tầm 4 lọ là 1000 này. Còn cái thần đèn này, em pha tầm 200 lít một lọ. Thì cái này rất quen thuộc rồi, em chia sẻ gửi thì tới các bác mà cũng các những video từ nhãn cho đến cam này em chia sẻ cái này cũng rất nhiều rồi, mà hầu hết là phun cái này có rất chi là tốt luôn, vì nó dạng lấm cao cấp luôn. Dòng SC và phun thời gian này rất chi là mát, mà khi phun vào quả cam, mà quả cam vừa phòng được chống về cái bệnh mà quả nó vàng ấy, nó rụng ấy, trong thân mà những quả sau nó khô, các bác phun cái này rất tốt luôn. Thì phun cái này vào nó quả nó bóng ra, là mỡ quả bóng quả ra nhá, vì nó tẩy quả mà. Cái này là phun rất tốt luôn này. Thì thần đèn hôm nay em đem 5 lọ sang em pha. Và cái chai đây, đặc biệt là cái chai này hôm nay em mới chia sẻ gửi tới các bác. Thì cái dòng này nhá. Đấy, rồi mỗi các bác cái phun cái dòng này, này cuối năm này lên phun đấy. Thì cái là đặc trị về các loại côn trùng chí phun luôn này. Thuốc muỗi đấy. Thì cái chai này là 100SC nhá. Cái dòng SC đấy, cái dòng sữa. Dòng này rất tốt, đặc trị côn trùng này. Thì cái chai này nó rơi vào 480ml. Thì cái dòng này dòng nhập khẩu nha. Thì cái này em cũng sử dụng, mà cái hàng này đa số là trên thị trường là không có bán đâu. Hàng này đa số là nhập theo của công ty của trong ngành cơ. Thì cái này là không có trôi nổi trên bán trên thị trường. Thì cái này nó phun và trị về các dòng chi hút là cao cấp nhất trong các loại, và trước hết là về ruồi muỗi. Thì hôm nay trang hai lọ, em 3 lọ, thì em một lọ em vứt trên thùng kia, đây hôm nay là 2 lọ này đây. Thì cái thành phần của nó, cái này nó rất trên là ok này các bác. Ruồi muỗi này, cái chất alpha, rồi cái chất cbenmethin là chất của muỗi, hoặc chất của để trị muỗi. Alpha rồi các dòng 3 dòng nữa, và cái chất idavit. Idavit là cái dòng là nó rơi vào là chất phụ gia. Vâng, thì trong buổi chiều hôm nay em cũng chia sẻ gửi tới tất cả các bác các bạn trong video để phun cái cam quả làm sao để cho đạt hiệu quả cao. Trước hết là trị về chích hút, và hai là phòng trị lấm và tẩy quả để cho nó bóng. Ba là cung cấp dinh dưỡng cho quả cam, làm sao cho nó tăng cái độ đường và tăng cái vấn đề quả sẽ giãn và mỏng vỏ, chống được cái vấn đề là khô và hạn chế vấn đề khô đầu múi nữa các bạn nhé. Riêng cái quả cam ấy, còn thường khi mà đến cuối năm là mình rất chi là cẩn thận khi chăm sóc các dòng phân và phun các dòng phân lên để làm sao quả cam mình nó đạt được chất lượng chuẩn bị đến ngày thu. Thì trong video hôm nay em cũng chia sẻ gửi tới tất cả các bác các bạn trong video hôm nay, thì các dòng thuốc này hầu hết là theo chân em là quá nhiều năm rồi. Thì em cũng đã phun và cũng đã rất chi là và em đã phun và cũng đem lại cái kết quả chất lượng cho em, và đem lại những cái hiệu quả cao cho em, và em đã ứng dụng và em làm cho đến ngày nay, và em vẫn chia sẻ trên các những video được chia sẻ gửi tới tất cả các bác các bạn và tham khảo các mẫu mã thuốc này trên thị trường, mà các bác tìm mà có mà tương ứng không có thì mua, không có thì cứ alo em thì em sẽ mua và em gửi dùm cái các dòng thuốc này cho. Thì các dòng thuốc này đa số là em cũng nhập từ công ty về. Bây giờ trong video này em cũng xin phép dừng video đây, hẹn các bác video sau. Các bác xem video cho em cho xin một like, một nút chia sẻ, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ kênh em nhé. Để em ra những cái video sau gửi tới các bác và các bạn những video hay và hữu ích, gửi tới các bác kịp thời.
Vâng, bây giờ em chào các bác và các bạn.